cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh. Vào giờ này đã đến giờ cử hành lễ, chúng con nhận thấy đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Toàn thể quý Phật tử chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm chánh điện, bắt đầu khóa tụng kinh Vu Lan và cử hành buổi lễ Vu Lan báo hiếu. Thân mời quý Phật tử đồng thân khởi chắp tay, trang nghiêm một lòng niệm Phật cung đón chư tôn thiền đức Quang Lâm. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh chư tôn đức. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại đại xả tế hàm thân tướng hào quang minh, chúng đẳng chi tâm quy mạng lễ chỉ tâm đảnh lễ Nam mô tần ngữ không biên phạm giới hoa hiện vị lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thanh tăng thượng trụ tam bảo. Chí tâm đành lễ Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại anh phụ Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi Di Đà Phật đại bi tình
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử đồng hương Việt Nam tại Đài Loan, hôm nay mùng 5 tháng 7 và chính là ngày 23 tháng 8 năm 2020, hòa trong khâm khí đón mừng lễ Vu Lan báo hiếu, cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Đài Loan cũng không ngoại lệ. Những người con viễn xứ chúng ta luôn luôn khắc khoải một nỗi niềm: làm thế nào chúng ta có thể làm một chút gì đó để hồi hướng về cha mẹ ở Việt Nam mến yêu chúng ta. Hiểu được nỗi lòng của người con xa xứ, chùa Việt Đài tại Đài Trung, Cao Hùng và quý đồng hương Phật tử khắp nơi Bắc Trung Nam xin long trọng tổ chức buổi đại lễ Vu Lan báo hiếu 2020. Chúng con xin khấn nguyện, chúng con dâng hết trọn lòng thành tổ chức buổi lễ thật trang nghiêm để hồi hướng đến cha mẹ phá vãng của chúng con sớm quay về với miền Phật quốc, và xin hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được nhiều sức khỏe để những đứa con xa xứ chúng con luôn được sự bình an, an tâm khi song thân ở quê nhà được mạnh khỏe. Đó chính là lý do mà buổi lễ hôm nay. A Di Đà Phật.
những tấm lòng người con xa xứ dâng lên đóa cúng dường mười phương chư Phật, trước cúng dường Tam Bảo, sau dân cúng chư Tôn Đức, xin sen hoa cung phổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư bảo vệ sự sống muôn loài. Mở lòng thương để bảo vệ sự sống muôn loài. Sống thành thật để tăng trưởng niềm tin với tất cả mọi người. Sống thành thật để tưởng tượng niềm tin với tất cả mọi người. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cô Khổ Cô Nạn Linh Cảm Ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Con xin nguyện hành trì chánh pháp. Con xin nguyện hành trì chánh pháp. Để chuyển hóa gốc rễ khổ đau. Để chuyển hóa gốc rễ khổ đau. Cho bản thân và có năng lượng giúp mọi người. Cho bản thân và có năng lượng giúp mọi người.
Con xin nguyện từ bỏ thói tham ái. Con xin nguyện từ bỏ thói tham ái. Giận hờn trách móc. Giận hờn trách móc. Bảo thủ bất mãn. Bảo thủ bất mãn. Để con được cuộc sống an bình. Để con được cuộc sống an bình. Hòa đồng cùng xã hội. Hòa đồng cùng xã hội. Con xin nguyện. Con xin nguyện. Làm tất cả việc lành. Làm tất cả việc lành. Với tâm không phụ lợi. Với tâm không phụ lợi. Để con mang đến hạnh phúc an vui. Để con mang lại hạnh phúc an vui. Cho gia đình và mọi người. Cho gia đình và mọi người. Con xin nguyện. Con xin nguyện. Học tập lắng nghe. Học tập lắng nghe. Để hiểu cuộc sống hơn. Để hiểu cuộc sống hơn. Con sẽ không đáp trả. Con sẽ không đáp trả. Lời lẽ độc ác. Lời lẽ độc ác. Những ai không ưa thích con. Những ai không thưa ích con. Con sẽ không nói lời thiêu dệt. Con sẽ không nói lời thiêu dệt. Chỉ vì mục đích riêng. Chỉ vì mục đích riêng. Con xin nguyện. Con xin nguyện. Luôn sống tỉnh giác. Luôn sống tỉnh giác. Kiểm soát từng hơi thở của mình. Kiểm soát từng hơi thở của mình. Mọi diễn biến của tâm con. Mọi diễn biến của tâm con. Và ngoại cảnh tiếp xúc với con. Và ngoại cảnh tiếp xúc với con. Để con an lạc trong từng giây phút. Để con an lạc trong từng giây phút. Con xin nguyện. Con xin nguyện. Tận tình giúp đỡ người già yếu. Tận tình giúp đỡ người già yếu. Người bệnh tật. Người bệnh tật. Trợ duyên cho người sắp lâm chung. Trợ duyên cho người sắp lâm chung. Được vãng sanh về miền lạc quốc. Được vãng sanh về miền lạc quốc. Và con xin được nguyện. Và con xin được nguyện. Nguyện mượn cái thân giả tạm này. Mượn cái thân giả tạm này. Để thay những người khác. Để thay những người khác. Sám hối tội lỗi. Sám hối tội lỗi. Chịu đau khổ cho người. Chịu đau khổ cho người. Con mong rằng. Con mong rằng. Người đói được no. Người đói được no. Kẻ tù đài mau thoát khỏi cảnh địa ngục. Kẻ tù đài mau thoát khỏi cảnh địa ngục. Người tàn tật được thân tốt đẹp. Người tàn tật được thân tốt đẹp. Kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê. Kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê. Kẻ sát nhân tự buông khí giới. Kẻ sát nhân tự buông khí giới. Và con xin nguyện. Và con xin nguyện. Xin nguyện yêu thương cuộc sống bình đẳng. Xin nguyện yêu thương cuộc sống bình đẳng. Không bị sống hận thù. Không bị sống hận thù. Ganh tị ích kỷ. Ganh tị ích kỷ. Mà đối xử tệ bạc. Và đối xử tệ bạc. Với những người ân nghĩa với con. Với những người ân nghĩa với con. Nguyện thứ 10 con xin được nguyện. Nguyện thứ 10 con xin được nguyện. Từ đây con không làm tổn hại môi trường. Từ đây con không làm tổn hại môi trường. Và những người giúp đỡ con. Và những người giúp đỡ con. Cũng như những người ghét hại con. Cũng như những người ghét hại con. Con xin học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Con xin học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Nguyện thứ 11. Thứ 11. Con nguyện được mọi loài sớm viên thành giới định. Con nguyện được mọi loài được sớm thành định. Sung mãn định lực. Sung mãn định lực. Trí lệ trí lực. Trí lực. Vô ngã. Vô ngã. Để dập tắt tham sân si. Để dập tắt tham sân si. Mở ra cửa hạnh phúc cho muôn loài. Mở ra cửa hạnh. Và nguyện cuối cùng con xin được nguyện. Và nguyện cuối cùng con xin được nguyện. Cầu cho thế giới luôn được an bình. Cầu cho thế giới luôn được an bình. Đất nước mãi hưng thịnh. Đất nước mãi hưng thịnh. Khắp thế giới thoát khỏi nạn dịch corona. Khắp thế giới khỏi nạn dịch corona. Để tất cả chúng sanh. Để tất cả chúng sanh. Được trở về với cuộc sống bình yên. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.
nghe đôi lời bạch của đại diện Phật tử người con hiếu thảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ Thích Tịnh Như. Kính thưa quý đồng hương Việt Nam tại Đài Loan, quý Phật tử thân mến. Mỗi độ thu sang lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan. Lòng chợt hiện về bao hoài cảm, nhớ mẹ quê nhà chốn xa thương. Tiếng chuông tháng bảy là ngân vang như rót vào lòng người con Việt tha hương một nỗi niềm thổn thức. Báo hiếu trọng ân lại về, trong sâu thẳm tâm hồn chúng con lại hiện lên hình ảnh bậc sanh thần. Nhớ bao lần mẹ ngồi hiên cửa ngóng chờ hoài những lúc con đi xa. Rồi đến một ngày chúng con vì cơm áo gạo tiền đã rời xa quê hương. Ngày ra đi con thầm hứa với lòng, dù bao nhiêu sóng gió con cũng thật kiên cường vượt qua, để cuộc sống gia đình mình được tốt hơn. Có những lúc mẹ ơi con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh băng rồi như mẹ đâu. Con nhớ mãi trong một lần con trượt chân vấp ngã, mọi người đều xa lánh con, chỉ có mẹ luôn bên con, cho con chỗ dựa không mẹ. Gia đình mình sẽ đoàn viên sau những năm bôn ba xa cách. Mẹ ơi, gái út của mẹ giờ đã là mẹ của những đứa con rồi. Giờ con mới thấu hiểu sâu sắc hai từ mẫu từ. Mẹ ơi, con muốn về nhà, thèm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi, con muốn về nhà, sao con càng lớn mà đường về càng xa. Mẹ ơi, dịch bệnh Vũ Hán nỗi đe dọa cả thế giới đã cắt đi cơ hội con được gặp mẹ lần cuối của con rồi. Thân ở xứ người hằng trong tâm thức, con mơ về hình bóng mẹ hiền hốc hác. Cha núi lệ vào dẫn thế, dẫn ngút ngàn nhút cao như núi Thái, dẫn dạt dào mênh mông như biển Thái Bình. Cho con xin được quỳ dưới chân Phật, Vu Lan về con cài lên ngực một đóa hồng báo hiếu mẹ cha. Con không khóc khi cài hoa chân, vì trong hoa con mẹ. Ruột lễ này thái cho lời ta tội, cho bất hiếu nữ để mẹ ra đi trong sự chờ đợi tuyệt vọng. Một lại này mẹ nhận con bất hiếu. Đã bao lần là mẹ khóc ngày xưa, đã bao lần là mẹ khóc như mưa.
cũng mong mười phương chư Phật gia bị cho thân mộ con nương nhờ hào quang chư Phật sớm sanh về cõi lành. Chúng con xin noi gương hiếu hạnh tôn giả một kiền liên với tấm lòng hiếu đạo như ngọn đuốc trong đêm soi sáng những bức chân lửa xứ tha hương tìm về cội nguồn quê hương có cha mẹ già đang mong mỏi. Lá rụng chiều thu nhớ mẹ hiền, con cài hoa trắng dạ xót xa, công ơn của mẹ chưa đền trả, cực lạc hoa khai mẹ đã về. Con nguyện tương lai về lạc quốc, hai mẹ con mình mãi gần nhau, còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ rồi là mất cả bầu trời. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Chứng Minh. Nam